Ở video lần này á thì mình sẽ tiêu diệt những con quỷ cuối cùng nha các bạn. Cấp lớn thì các bạn tiêu diệt dễ lắm các bạn ơi. Các bạn chỉ cần hơn mấy con quỷ này ha, hơn tầm 2 3 cấp gì đó. Đó như con quỷ cấp 27 nè thì bạn cấp 28 là các bạn quýnh vẻ ru luôn. Đó. Trời lộn ổn lộn nó đấm đi, đấm đi, đấm đi. Làm gì văng văng nổi mình nữa các bạn. Đây, cái con này ở video trước hà hiếp mình đúng không các bạn? Hà hiếp. Chém rống không đây nè. Nó đấm đi, tha hồ đấm đi. Ơi à, cũng nhíu nha các bạn. Nhíu chứ không phải chơi đâu, xong. Hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chỉ cần lại nói chuyện rồi. Lên cấp đã chưa các bạn? Quách cái lên khúc cấp. Sư phụ! Hãy truyền thụ con hơi thở của sấm. Đó, vét liền. Đó các bạn. Có rồi nè. Thì sau khi mà học xong á thì mình sẽ có một cái lóng hơi thở nha các bạn. Và ở đây là admin có để cho các bạn biết là UG nè. Đó, để các bạn tập hít thở. Đó. Ngon xơi. Bây giờ thì mình sẽ xơi thử cái chiêu E nha các bạn. Đây, mấy con quỷ kia. Hơi thở của sấm thứ nhất sao? Sao chưa kịp thứ nhất mình đã cái gì từ từ. Giỡn. Chống cự hả? Đâu để farm thử mấy quỷ này coi lên mastery nhanh luôn các bạn. Trời ơi. Con khủng tí xíu à các bạn ơi. 100 mastery để up lock cái rành cuối cùng. Đau nha. Hơi thở sấm thứ nhất. Đó, tuyệt vời. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã học được rồi nha các bạn. Các bạn nhớ nè. Muốn farm mấy cái con này dễ, mấy bạn trên cấp nó cho mình. Trên cấp nó là farm rất ok. Còn mấy bạn nào mà dạng mà kiên trì á thì có thể là dạng đỡ câu cấp để farm nữa ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua cây kiếm mới luôn các bạn. Tiền cái đóng cái lèn để làm gì đúng không? Mua kiếm, mua tiền tình vui tiền kiếm các bạn ơi. Đây. Đi mua kiếm các bạn ơi. Hơi thở sấm thứ nhất. Đó. Sẽ có cái đường màu đỏ nha các bạn. Đó, để các bạn chỉ định nè. Lướt. Tuyệt vời. Sau một thời gian cài cuốc và chài cối cuối cùng cũng đã học được rồi. 30 con đó mình thấy lúc đầu nó khó thiệt. Nhưng mà sau cái thời gian này á, thấy nó quá dễ. Tại vì cái gì á mình không đạt được đó các bạn thì mình thấy nó rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà đạt được rồi đó thì mình nhìn lại ở phía sau á thì trời ơi, tại sao lúc trước mình lại ngu như vậy? Và thật sự lúc trước mình ngu thì các bạn, tại vì á quái nó cao cấp hơn mình mà. Nên là ngay cái chỗ cái người mà cho mình học hơi thở sấm đó các bạn thì người ta cũng để là cấp 20 là mình được quyền nhận nhiệm vụ. Nhưng mà có để là 25 cộng là cộng cấp trên nữa. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách cho nó dễ dàng. Bây giờ đi mua cây kiếm nha các bạn. Đi mua cây kiếm xịn sò luôn nha. Chỗ mua kiếm thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Trời ơi mấy bạn nói mà không biết nữa thì thôi luôn á. Video đầu mình đã hướng dẫn rất kỹ. Từ cái chỗ farm level cho đến là các bạn farm tiền như thế nào khi mà các bạn đạt được cấp độ 15. Rồi mấy bạn mua hơi thở sấm ở đâu. Học chứ nói mua cũng không đúng. Học hơi thở sấm chỗ nào, rồi học hơi thở của nước ở đâu, mình chỉ rất rõ ràng. Đây, vào mua cây kiếm nè. Tại cậu làm gì mà trừng mặt nhìn mình thấy ấn nha. Nhập vô mua nha các bạn. Đây, Nichirin. Đó, ngon lành. Bây giờ là mình có đến hai cây kiếm luôn. Lấy kiếm nào ra cũng được hết các bạn. Đây là cây kiếm lúc đầu của mình nè. Mua với giá là 2.000 tiền. Đây là cây kiếm mà mình mới mua nha. Quả đã. Đó trời ơi. Tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi mua một cái bộ đồ của Genesu luôn nha các bạn. Học hơi thở sấm của Genesu. Giờ mua áo Genesu mặc vào là quá hợp lý à. Thì cũng là cái chặng đường đi đến cái khu vực tiếp theo. Để các bạn giao thư được các bạn. Cũng như các bạn mua kiếm á. Rồi sau đó là các bạn sẽ đi ngang qua cái cầu này đúng không? Đó. Thì ở bên khu vực bên đây nè. Đó các bạn thấy không?
nơi sẽ bán cho các bạn một cái bộ đồ trang phục của Genesis. Rồi mình sẽ đi qua bển mua nha các bạn. Đó, cuối cùng đã leo rào thành công rồi các bạn. Đây, đây là nhân vật bán trang phục của Genesis nha các bạn. Đây, bấm vào với giá là 10k tiền nha. Rồi, ok, mua luôn các bạn ơi. 10k chứ. Rồi, lấy ra xài nè các bạn. Đó, ngon lành. Ủa, cái này là cái gì vậy? Đó, ơi đất ơi, ngầu chưa các bạn? Trời ơi, mua được cái áo của Genesis rồi còn mặc cái quần tà lõn nữa, chán cuộc đời thiệt. Tại sao lại như vậy giờ? Thiệt, đúng, đúng khổ, nhìn đúng khổ đời thiệt. Nhân vật này set bam nha các bạn. Còn nhân vật ở đây là yêu cầu cấp độ 100 lần các bạn ơi. 5.000 yên và level 20. Em thì không có anh ơi. 5.000 yên em giờ em hết yên rồi. Bây giờ không xài được thử của sắm nữa, chán quá các bạn ơi. Rồi để mình thoát game ra vào lại thử coi nha các bạn, coi là có bị cái lỗi gì hay không hay là có bị dính nút gì hay không. Đây đây đây, đây được rồi nè các bạn, được rồi nè. Mình thoát ra mình vô lại thì xài được nè. Vậy là lúc nãy bị lỗi các bạn ơi. Đó, ngon lành. Hơi thử sắm thức thứ nhất. Đây, ở đây có một bạn. mình chưa kịp cắt bạn đó nữa, bạn đó gục ngã rồi. Để mình về cái khu vực tân thủ đi khoe nha các bạn. Đi khoe thử sắm của mình nha. Thấy ai chạy ngang mình cũng sẽ cắt một cái. Hơi thử sắm thức thứ nhất. Đó, ít ra cũng phải vậy. Lúc nãy nó lỗi đó các bạn, biết mà. Chỉ nằm rơi vào hai trường hợp đó thôi. Một là nó bị lỗi, không cho mình xài. Hai là phải trời tối. Mà mình đang test cái trường hợp thứ nhất. Mà trường hợp thứ nhất thì test ok rồi. Chứ quá vô lý, chờ trời tối mới xài, vô lý quá. Đây, mình thấy bạn pin rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ hít thở nha. Hơi thử sắm thức thứ nhất. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đó, rống hết với mình. Bây giờ mình có thức thứ nhất là giờ đi quẩy tung chảo các bạn. Giống như Genesis có thức thứ nhất cũng tung hoành thiên hạ mà các bạn. Lúc đầu các bạn thấy không, Genesis gặp quỷ đầu tiên có thức thứ nhất bay đầu quỷ liền. Rồi gồng lên nè. Giờ gồng hơi thở lên nha bạn. Rồi ok. Hơi thở sấm thức thứ nhất. Ghê gớm tung chảo liền. Chống cự hả? Hên là mình chém bằng kiếm cùi nha các bạn. Chứ mình chém bằng kiếm này thì mấy bạn rống à. Chém bằng cây này để bạn rưa đó. Hít thở nè, hít thở vô. Hít thở. Đau lận. Là chém thử bằng pin cái gì các bạn. Hơi thử sắm thức thứ nhất. Trời ơi, nhíu nha các bạn. Chỉ có được một thức à. Giống như Genesis có một thức đi tung hoành đi ngã thôi các bạn. Hít thở vô. Đó. Hơi thử sắm thức thứ nhất. có thức thứ nhất đi quậy. Rồi vô đây. Ở đây mua cái áo cái quần gì nữa đi bạn nghĩ các bạn ơi. Đây coi. Thôi xong rồi. Cạn trào ráo máng rồi các bạn ơi. Không có gì hết à. Thì các bạn thấy mấy cái đồ nó trắng trắng như vậy, các bạn mua mặc nó sẽ khác nha các bạn. Giống như lúc nãy mình mua cái áo của Genesis á. Nó cũng là cái này nó trắng xác à. Nhưng mà khi mà các bạn mua á thì nó sẽ khác nha. Đây nè, lúc nãy mua cái y vậy nè. Rồi khi mà các bạn mua và sử dụng thành công thì nó sẽ là như thế này. Đó, ngầu quá, ngầu hết sức, ngầu phải biết. Vậy thì video ngày hôm nay thì tạm kết thúc tại đây nha các bạn.
Thì ở những video sau thì mình sẽ review cho các bạn xem thêm một hai hơi thở nữa. Tại vì game này á, tập luyện hơi thở nó rất là khó các bạn ơi, nó không có dễ. Nên là video sau có thể là một hai hơi thở là đã quá hốp lắm rồi. Hoặc là mình sẽ ráng rướng lên là Mastery 50 nha các bạn. Thì các bạn thấy farm một con quỷ thì nó trần ăn quay củ cỡ nào. Đâu phải là mình giết con quỷ cấp ba mấy là lên lần 3-4 cấp, không có đâu. Có một khúc kinh nghiệm nhỏ xíu à. Đây là mình phải farm từ từ mới có thể sở hữu được cái chiêu thức cuối cùng và tối thượng của hơi thở sấm nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.